Xin chào các bạn. Để cắt được một số cái mẫu tay thông dụng như thế này thì trước tiên chúng ta cần chuẩn bị một cái rập tay căn bản nhé. Thì để cắt được cái rập tay này, chúng ta vào xem lại video cách cắt rập cơ bản cho đầm áo và tay áo. Đối với tay phồng thì mình có 3 dáng tay phồng. Thứ nhất đó là tay phồng đều. Từ tay căn bản mình lấy ra 3cm và lấy lên cũng 3cm và đánh cong lại cái vòng nách nhé. Lấy vào 9cm. Khi may mình sẽ dúng cái phần đánh dấu này ha. Tương tự ta thực hiện các cái mẫu tay tiếp theo. Thank you.
các bạn muốn tay của mình có phần dúng vai thì các bạn cộng 4cm ở phần vai gấp đôi này nhé. Mẫu cuối cùng là mẫu tay cánh hồng có phần nhún vai, thì tương tự như tay cánh hồng không nhún vai, mình sẽ mở cái tay căn bản của mình tại đỉnh vai nè. Đấy, cửa tay mình giữ nguyên, sau đó mình lấy đối xứng qua điểm giữa vai, mình vẽ xuống cho cái cánh hồng của mình ha, nhân hai lần lên. Lúc này cửa tay của mình vẫn ôm nhé. Và đây là mẫu tay cánh hồng có phần cửa tay rộng. Thì đối với mẫu này các bạn sẽ dùng cái tay phòng điều nhé. Sau đó mình sẽ vẽ cái cánh hồng cho nó thôi, sẽ tạo ra được cái mẫu tay này. Mẫu tay tiếp theo các bạn quan sát sẽ thấy ha, cái phần cửa tay của mình rất là rộng, thì mình sẽ áp dụng với phần tay le nhé. Tay le tạo độ sạn nhiều, sau đó mình làm cái phần bo mình gắn vào nữa là được nhé. Trên đỉnh vai mình cho độ dúng nhẹ khoảng 2cm đi. Còn đối với mẫu này thì các bạn quan sát nè, cái phần thân tay vẫn gọn ha, chỉ cửa tay của mình là rộng thôi. Thì mình áp dụng tay le dài nhé. Mình dúng cửa tay lại, mình làm phần bo gắn vào. Trên đỉnh vai mình cho độ dúng 2cm. Đối với mẫu tay le bèo này mình áp dụng tay căn bản nhé. Kéo dài phần dài tay, sau đó mình cắt một cái phần bèo độ xòe 180 độ tùy ý, mình gắn vào nữa ha. Như vậy các bạn, trong thực tế thì có rất là nhiều các cái mẫu tay yêu cầu ta nắm được mẫu tay căn bản nè, rồi cách phát triển mẫu như thế nào, kết hợp với cắt mở rập để tạo kiểu, thì mỗi chúng ta sẽ có những cái ý tưởng tạo ra rất nhiều các cái mẫu tay khác nhau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.